anh thôi nhận em làm trà. Trời ơi, tụi thấy vậy coi như là đến độ mà từ ghét, từ bực bội bỏ đi mà muốn nhận làm thầy luôn á hả? Coi như là giống như là gà hay gáy mà người đánh đàn được thì hay người đánh thấy tân tân vậy. Khoảng một tháng đó là em bị thất tình, cho nên em ngồi chỗ hành lang đó em khóc, cái anh này đi ra cái ảnh đá nhẹ vô người em. Ủa em bị sao vậy? Cái em chỉ ngước lên nhìn không nói gì hết. Cái ảnh mới nói thôi để hôm nay anh làm xe ôm chở em đi nha. Trời ơi, đá vậy hả? Em mượn xe đi, em đi đổi đường hết sao? Thôi trời mưa nữa, em không biết đường nào mới. Em lúc này em kiếm khoan, em sao sao người được. Cái xe thì còn có cái lỗ lúc nào mới ra. Sao đâu sao? Dạ em là Nguyễn Tấn Danh, năm nay em 30 tuổi. Em sinh ra ở Bình Định. Dạ. Em là kỹ sư xây dựng. Em tên là Lê Thị Phương Diễm, em 25 tuổi. Em sinh ra ở Lâm Đồng và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Cơ duyên nào hai người gặp nhau? Cũng là giống như là mối tình phòng trọ vậy. Lúc đó là em là người giống như là sống lâu lão làng, chủ nhà là tin tưởng giao cho em quản lý và hướng dẫn cho các cô hay là các cậu tới thuê. Thì lúc đó là vợ em là tới thuê nhà, thế nhìn cái cách nhìn là cái nhà như là nhìn để soi mái xem thử vợ như thế nào. Nhìn sao đâu, nhìn sao mới cái em nhìn này nè. Khi mà em thấy ảnh nhìn như vậy đó rất là khó chịu, tại vì cái cách nhìn soi mói này là nhìn dò xét. Rồi có bỏ đi không? Cái bán ảnh không nhìn gì hết, bỏ đi. Vậy hả? Dạ em bỏ đi luôn, nhưng mà sau đó em phát hiện ra anh này có cái tài là hát và đàn rất là hay. Ủa bỏ đi luôn rồi sao phát hiện là? Dạ sau này ở. Có nghĩa là em ấn tượng ông xã em ở cái giọng, ở cái giọng hát và cái ngón đàn, dạ, phải không? Dạ, đánh đàn, dạ. Cho nên em mới nói ảnh thôi nhận em làm học trò. Trời ơi, trời thấy vậy coi như là đến độ mà từ ghét, từ bực bội bỏ đi mà muốn nhận làm thầy luôn á hả? Gọi như là giống như là gà hay thì hay gáy mà người đánh đàn được thì hay người đánh thấy tân tân như thế. Anh thích nhất bài nào? Hạ Trắng hay Diễm Xưa của Trịnh Công Sơn. Cái Diễm này à, đâu hát thử hai câu Diễm Xưa coi. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Tầng 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 tầng. Nhiều nắng tôi nắng nắng. Tôi nghĩ là trong cái lúc mà bạn hát cho Diễm nghe chắc chắn là sẽ không có được. Thật ra em bây giờ nó rối, hồi đó thì nhớ, còn bây giờ như quen rồi nó rối. Vậy thì giờ anh hỏi Diễm là lý do vì sao mà hai người yêu nhau? Lúc đó là em tới phòng trọ, nhưng mà khoảng một tháng đó là em bị thất tình, cho nên em ngồi chỗ hành lang đó em khóc, cái anh này đi ra cái ảnh đá nhẹ vô người em. Ủa em bị sao vậy? Cái em chỉ ngước lên nhìn không nói gì hết. Cái ảnh mới nói thôi để hôm nay anh làm xe ôm chở em đi nha. Trời ơi, đá gì hả? Ê có chuyện gì? Ê có chuyện gì hả? Đó là em ơi có chuyện gì? Ê có chuyện gì? Lúc đó thì là vợ lúc đó cũng buồn mà có người mà chia sẻ thì vợ cũng chấp nhận. Thì lúc đó em mới mượn cái xe đạp, mượn xe đạp của vợ chở vợ đi. Em cũng không tâm sự nhiều, tại vì mình cũng đâu biết ý tứ anh này sao đâu mà nói gì, cho nên em cũng kể là thì em cũng buồn đang thất tình. Cái ảnh lái sang chuyện khác, cái ảnh nói cho em nhìn kìa kìa thấy sao vô sao cày không. Dạ sự tập duy có một bài hát là bài ca sao mượn em nhờ mấy câu trong đó thôi, xe con trai nhớ thì bài ca sao Phạm Duy có báo là sao tua chín cái nằm kề thương em từ Huế mẹ về với cha. Sao vua chứ sáu cái nằm xa, thương anh từ Thuế, người ra người vào. Túm lại là chỉ có sao là thương thôi. Sao là chân thành quá, vừa chở đi xe đạp quá trời mà còn hỗn hển mà. Sao vua với lại sao sao gì nữa đó. Sao vua sao cài. Rồi sau đó thì là hai người hẹn hò với nhau thì có khi nào mà lấy xe đạp để mà chở vợ đi nữa không? Dạ không, sao cái đợt đó thì em về em bị ốm mất 2 ngày rồi. Chứ còn gì nữa, bệnh thì làm sao mà dám đi xe đạp thêm lần nữa. Vừa đói mà vừa khát mà vừa bệnh nữa. Sao em không mượn xe máy của bạn mà chở? Về sau cũng có rút một kinh nghiệm, mượn cái xe máy của một cô để mà đi chơi với cô này. Trời ơi, vừa lúc đó vợ biết không? Dạ không. Chuyện bây giờ mới kêu. Có nghĩa là bây giờ em mới biết là cái xe đó mượn của một người con gái khác hả? Dạ. Yeah. Đừng có nói là em để ý hoặc là người ta để ý em nha. Dạ không, nhớ người ta để ý em thôi em. Đó. Chứ là lúc đó em nhớ là em mượn cái xe đi, em đi đổi đường hết sao. Thôi trời mưa nữa. Em không biết đường nào mở nữa. Em cứ rút ra em kiếm khoan. Em sao sao người được. Cái xe thì còn có tấp cái lỗ lúc nào mở ra. À, sao đâu sao. Trời ơi, cái xe đi không có lỗ. Sao giờ mới kể. Nhiều khi chân thành vậy á mà ông trời cũng thương đó. Rồi trong lúc hẹn hò thì có cái điều gì mà ấn tượng của Danh mà khiến cho Diễm cứ nhớ hoài tới giờ? Anh đánh đàn hay, em học đàn, xong rồi riết hồi cái tự nhiên thương luôn, rồi mới quen nhau. Rồi sau hôn nhân thì như thế nào? Sau hôn nhân á có hai điều làm em ấn tượng. Cái điều thứ nhất á là chồng của em là cả ngày không uống nước cũng được. Trời khô khan dữ vậy em. Hai
có hành động mà chọc cười em rất là thú vị và dễ thương. Tức là hay vô toilet hú lên xong rồi hát giọng mình định á, em nghe rất là vui. Ồ vậy hả, hát thử đi. Mà em thì em thật ra là em chán bằng phải hát, em nói đúng cái tính giọng của quê em là nó đã đúng cái bài đã thân rồi thôi. Đó. Em hồi em hát là nó như thế này, khán giả vỗ tay ủng hộ. Thân này trách thân này, thân sao chứ lận động này, mình này trách mình này, số phận hầm vô chứ bỡ thân tôi cực khổ tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa, nó mới theo cái nậu rồi. Hai vợ chồng lấy nhau vậy chắc có lẽ là có những cái giây phút rất là hạnh phúc bên nhau, chẳng hạn như là đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Dạ không, cái đó nói tới là buồn. Ảnh là dân xây dựng công trường đó, cho nên là khi mà cưới nhau ở quê rồi đi vô Sài Gòn, cái anh đi nửa đường cái tới Phan Thiết là phải tới nơi công trình ảnh. Cái anh kêu thôi em ở lại đi về nha, anh xuống công trình đây. Là anh bỏ em từ Phan Thiết về tới Sài Gòn. Một cô dâu mới mà phải từ quê một mình một thân đi về Sài Gòn. Xong rồi hả, cũng không có tuần trăng mật, cũng không có đêm tân hôn luôn. Trời, giờ nghĩ lại hụt hẫng. Tới bây giờ em vẫn giận ảnh hả? Quá trời, vậy là nguy hiểm á nghe. Nghĩ sao đẹp gì mà không có đêm tân hôn, tuần trăng mật em thiệt. Nếu mà đem vô hợp đồng hôn nhân là cũng một cái hợp đồng, nếu như xây dựng á thì đây người ta quy ra điều kiện bất khả kháng vậy. Công trình nó cái vị trí của mình, công việc nó quan trọng quá, sức ép công việc nó quan trọng quá, cho nên mình phải có mặt. Coi như là mình hy sinh cái chuyện riêng mà vì chuyện công như vậy là đáng thương, không phải là đáng trách. Em hỏi nhỏ em nha, em có vợ đẹp vậy em có ghen không? Dạ em thì ít ghen, tại vì có lẽ là vợ chồng hiểu nhau. Còn vợ em thì có hơi thỉnh thoảng hơi ghen lại thôi chứ. Em ghen ông xã em hả? Tại vì bà là ngày xưa là bà thích em là thích chơi đàn như thế này, mà dạo này thằng bà lại bà lại ghét chuyện đó. Sao vậy? Chứ giờ yêu nhau à? Chứ giờ yêu nhau là nhờ là mê cái tiếng đàn và tiếng hát của anh, sao giờ cưới nhau rồi lại không mê là sao? Chính vì vậy đó anh, tức là khi yêu nhau là anh ta dùng đàn để cưa đổ em à, cho nên bây giờ anh nhậu xong chạy về ôm đàn đi. Ôm đàn đi là hát chứ không, không hát cho em nghe. Ôm đàn đi chỗ khác hát. Hát cho bạn nhậu nghe hả? Dạ cái đúng bạn rồi. Nhậu bạn nhậu nhưng mà bạn nhậu nam hay bạn nhậu nữ? Bạn nhậu cá đôi. Cá nam cá nữ. Vậy sao em rủ vợ em đi luôn? Tại vì lúc đó là khó rủ quá vậy. Với hơn nữa là đàn ông con trai ăn nhậu là người ta đi hát karaoke, người ta đi sàn này kia, tốn tiền tốn bạc, tốn sức khỏe. Em cứ lấy cái đàn em ngồi đánh vừa tốn sức khỏe mà vừa tốn tiền. Đúng rồi. Hai bạn có em bé chưa? Dạ em có rồi, bé bữa nay được gần 1 tuổi. Nói tới chuyện có em bé không thì có một chuyện rất là vui. Em hay trách ảnh lắm, vô tâm, không chịu dẫn vợ đi đâu hết. Thế là hôm đó dẫn em đi nhậu, sau đó về cái em ói ảnh kêu chứ sao dạo này say lâu vậy em, ói hoài vậy. Cái em cứ ngạc nhiên kêu sao em cũng say lâu quá. Cái anh kêu chứ thôi mình đi hát khám thần kinh hay tiêu hóa rồi. Gì vậy Thuận? Trời ơi em cứ làm gì giật mình hoài Thuận. Cái biểu hiện ói đó là trước tiên là mình phải nghĩ tới cái vấn đề khác. Tại sao giỏi vợ đi khám thần kinh? Coi nhiều khi nó quan tâm quá là vô tâm chứ không phải là vô tâm. Ủa tức là em phải ói rất là lâu đúng không? Dạ. Đêm đó ói rồi qua sáng hôm sau ói. Qua 5 ngày sau ngày nào em ngày sau vẫn ói. Nghĩ sao mà từ bữa nhậu tới 5 ngày sau người ta ói mà nghĩ người ta bị thần kinh vậy trời. Vô tâm thiệt à. Thì nghĩ là không thể vậy thì chắc bị thần kinh nên em. Sau khi sống với nhau vậy thì điều gì mà em muốn chồng em thay đổi? Em muốn ảnh phải chia sẻ nhiều hơn với vợ. Có chuyện gì đó là ảnh gánh một mình à, không bao giờ nói cho em biết hết. Vì sợ em buồn, em lo. Rồi cái điều mà em cần ảnh thay đổi nữa là khi nhậu đừng có ôm đàn đi đâu hết. Ôm em được ha. Còn em sao em? Trong cái đời sống hàng ngày thì em thấy vợ em có điều gì cần thay đổi không? Thay đổi một cái là con rồi, cho nên mất điệu tí. Tí. Vợ em lúc nào nó ẻo á, ẻo lại. Nghĩa là quá trẻ con. Con rồi chút cho trẻ con. Tin quá cho nên mai mốt dạy con hơi khó. Tin quá, tin quá. Tin quá nhưng cái đó hay chứ bộ đâu có xấu đâu em. Con gái là phải vậy. Thực ra thì những cái mà hai bạn chưa vừa lòng về nhau á, theo chị á, thì điều đó không có gì to tát. Thực ra đó không phải là cái xấu, cái đó là cái lo xa của chồng thôi. Sợ nhiều khi á, vợ trẻ hoài rồi đẹp hoài như vậy á, rồi chồng đi xây dựng nhiều á, già sớm á, sợ mất vợ thôi. Nhưng mà kệ, mình thương chồng mình một chút. Đi làm xa cực khổ quá thôi, mình bớt lại chút. Đó còn chồng cũng vậy. Bây giờ á,
cứ việc nói cho vợ nghe đi, rồi còn đi nhậu dắt vợ theo. Chị nói thiệt với em á, có vợ đẹp hoặc chồng đẹp á, đi đâu cũng chỉ muốn dính sam thôi. Đúng rồi. Hãnh diện chứ bộ. Và đặc biệt là nhậu xỉn lên rồi bớt ôm đàn ôm vợ nữa nha. Vâng, xin cảm ơn Danh và Diễm đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, cảm ơn. Cậu em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi. Công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên ạ. Thế còn em? Em tên là Ngọc Bích ạ. Em 28 tuổi. Dạ, em cũng là giáo viên. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau trong một môi trường sư phạm. Dạ không, bọn em công tác ở hai cơ quan khác nhau anh. Công nhận tôi đoán đúng. Yeah. Thế thì hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Bọn em là quen nhau qua Facebook. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm. Và bọn em là có một người bạn chung trên Facebook. Thì bạn ấy có viết một về một vấn đề, anh ấy cũng có bình luận, em cũng bình luận, nhưng mà ý kiến của bọn em nó trái chiều. Dạ, nó không có đồng nhất, cho nên là cãi nhau trên tường nhà bạn thì bất lịch sự. Ừ. Cho nên là bọn em mới kết bạn với nhau và tranh luận tiếp. Nghĩa là tranh luận nhau. Dạ. Rồi cuối cùng ai thắng không? Hiện giờ thì vẫn bất phân thắng bại. Ủa, nhưng mà nếu mà tranh luận như vậy thì sao mà yêu nhau được ta? Sau đó thì anh ấy hẹn cà phê. Hẹn rất nhiều lần mà em không đi lần nào cả. Vậy à? Hẹn chắc phải 10 lần. À, đúng rồi, lần thứ 10 cổ mới chịu đi hả? Dạ chưa, vẫn chưa chịu đi. Đến cái lần mấy thì cổ mới đi? Dạ không có lần nào đi hết. Ủa, rồi cuối cùng sao? Tụi em lại gặp mặt theo trong cái trường hợp khác. Trường hợp gì? Lần đó thì ảnh đi xuống Bình Dương nhà em công tác. Thì anh ấy nói là thôi bây giờ anh tới gần nhà em rồi thì cái lần đó anh đến nhà em thì là anh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Ồ. Rồi anh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ mấy cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để chọn lựa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau á thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước á thì rồi, một số đã cô xong xuôi rồi. Là xong xuôi rồi phải không? Là xong xuôi rồi. Nếu vậy thì suôn sẻ, có cái vấn đề gì đâu. Dạ. Có gì khó khăn không? Ảnh thì không còn vấn đề nhưng mà mấy chị kia thì còn vấn đề. Mấy chị kia còn vấn đề? Dạ, quen vài cô vậy đó. Nhưng mà có khi nào em bị mấy chị kia tiếp cận để mà làm phiền em không? Sau đó thì bọn em dạm ngõ xong á, thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị, mấy chị? Dạ, một chị. Rồi chạm mặt sao? Trời, xong rồi em nghe tiếng khóc, rồi tiếng gào thét, rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về. Chị kia thì làm gì mà gào thét? Lúc ấy thì em cũng đã nói lời là chấm dứt. Chấm dứt rồi nhưng mà cô vẫn yêu cầu em là muốn em quay lại đúng không? Cho nên mới có cái chuyện gào thét, khóc lóc đúng không? Rồi lúc đó em trả lời với cô đó như thế nào? Vẫn dứt dạt luôn hay là em lại quyến luyến? Không, cái vấn đề quyến luyến thì em không có. Là không đúng không? Rồi sau lần đó cô còn làm phiền vợ chồng em nữa không? Dạ không có phiền anh này. Chuyển qua phiền em. Chị đó liên lạc với em thì Facebook này, gửi mail, nhắn tin, rồi gửi hình, kể chuyện ngày xưa thắm thiết. Chị nói là đó anh chị rất là yêu nhau. Em nói chung là người đứng sau thôi. Nên là em nên giống như là tự rút lui á. À, có nghĩa là chị yêu cầu em rút lui để mà nhường lại người chồng của em cho chị, rồi em trả lời sao? Quyền quyết định là của anh này. Ừ. Em không làm gì cả. Sau đó bọn em vẫn cưới mà chị đó vẫn như vậy á. Vẫn ghen cho tới bây giờ luôn. Cho tới bao lâu? Dạ không, sau cưới chắc cũng khoảng cả năm á. Bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? 3 năm mà chị. 3 năm có nghĩa là 1 năm sau hôn nhân. Mới thoát. Dạ. Vẫn bị cổ làm phiền. Dạ, giống như là chị đó không muốn rồi, chứ nếu chị muốn thì lúc nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em. Không có biết chị. Không biết chị, tại em không có biết. Em làm cú knock out như thế nào mà để dứt điểm? Thì bắt đầu là chị liên lạc với em rất nhiều nhưng mà không thấy em phản ứng gì. Thì chị bắt đầu là chị chuyển hướng sang anh này. Thì em cảm thấy là không được rồi. Phải giải quyết. Trong cái một cái năm đó thì em quan sát chồng, coi là chồng có cái biểu hiện gì là lung lay hay không. Đúng. Nên em thấy chồng em không có vấn đề gì không cả. Không vấn đề gì. Rồi vấn đề xong... là của chị đó thôi. Ừ, rồi xong em giải quyết thì sao? Thì ban đầu là rất là giận dữ, rồi chuyển sang bực bội. Nhưng mà sau đó em lại nghĩ như thế này nè. Thật ra không phải chỉ có chị đó mệt, em mệt. Anh này cũng mệt, không ai hạnh phúc cả. Rồi sau em lại thấy là chị đó lớn tuổi hơn em nữa. Yêu anh này mấy năm rồi chia tay. Em cảm giác giống như chị bỏ lỡ thanh xuân á. Thì em cảm thấy đứng ở cương vị là cùng là phụ nữ á. Em cảm thấy như vậy là nó không xứng đáng. Sau đó là để giải quyết chuyện này thì em viết một cái gọi là giống như tâm thư á anh. Em đồng ý với chị là anh chị có một cái thời yêu nhau sôi nổi say mê mà em không có. Đó. Nhưng mà em nói là cái sự lựa chọn của duyên phận đó, nó không phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Sau đó em gửi cho chị đó có một cái bài thơ á chị, không phải của em nhớ trên mạng thôi. Là đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ ạ. Trong cơn mưa ban trưa bỗng thấy lòng mình ướt thành hai nửa, nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa. Thật ra anh cũng rất khó, anh cảm thấy khó với em mà cũng khó với cái chị.
Nói tóm lại là có một cái câu chốt hạ gì để mà sau là viết bỏ. Là cái viết câu cái gì tâm thơ đó. Em nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái ạ. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa, có thể phí hoài ạ. Để hy sinh cái thanh xuân của mình, đúng không ạ? Trong cái thời gian đó thì Công biết rằng là vợ mình rất là buồn và thậm chí có thể gọi là stress. Em biết là vợ mình có thai đó chị, tội lắm. Có thai nữa hả? Dạ, thấy tội nghiệp lắm. Vợ em có tính muốn giữ kín trong lòng. Ngay cả sau này em biết là từ lúc sống với ba mẹ cũng vậy, nhiều khi là có những cái chuyện gì đều ngồi trong một chỗ rồi trong cái phòng đó để tự giải quyết. Thế em cũng biết như vậy thì em hỏi thì vợ em không có nói. Cái thời gian đấy thì vợ em lại có thai nữa thì mình rất là lo, từ cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến thai nhi thì em sẽ làm mọi cách để làm cô ấy vui, như là làm việc nhà rồi chăm sóc cho vợ. Rồi đi làm thì sáng đi chiều về. Mặc dù quãng đường em đi khoảng một ngày là mất 3 tiếng. Nói chung đó là về tinh thần. Còn ở đây là anh Vinh muốn hỏi em là em có làm một cái động tác gì tác động đến cái cô kia để mà cô kia cổ buông không? Bắt đầu kể từ cái lúc đấy thì không có liên lạc, không có cách để liên lạc nữa. Nên em cũng không có cái động thái nào tới cái nói chung là chỉ có cái động thái gọi là san sẻ với vợ. Em quy định như vậy ạ. Anh ấy không có mối cái liên hệ gì với người đó là được. Em giải quyết anh làm như vậy là tốt rồi đó. Không làm gì với cái chị kia là tốt rồi. Tự bản thân em là giải quyết tâm thơ xong, bài thơ nữa là cô ấy. Em thấy sau khi em gửi cái bức tâm thơ đó xong thì nói là tâm thơ nhưng thật ra giống chia sẻ vậy đó. Thì sau đó chị đó không có làm phiền. Không có làm phiền, coi như là 2 năm nay yên ổn rồi. Em bé được mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi luôn anh. Rồi có nghĩa bây giờ là tụi em có muốn là qua cái chuyện này tụi em có một cái gì đó muốn ở nhau. Ví dụ như muốn chồng nên thay đổi như thế nào, hoặc là chồng muốn vợ phải thay đổi ra làm sao để cái cuộc hôn nhân này bền vững hơn nữa. Thật ra là bọn em tham gia chương trình này á là vì chồng em là một người tương đối kỷ luật á, ít có hành động lãng mạn lắm. Kỷ niệm năm ngày cưới không thấy gì, 2 năm ngày cưới cũng không thấy gì. Năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì em mới bày ra để cho nó có một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên là bọn em quyết định tham gia cái chương trình này. Với lại là họ hàng anh còn ngoài quê ạ. Bọn em cũng có con nhỏ rồi, cũng chưa có dịp về thăm ông bà rồi họ hàng. Thì giống như tham gia chương trình thì mọi người có thể nhìn thấy bọn em thấy cuộc sống của tụi em hạnh phúc như vậy. Cũng nghĩa là bọn em đã rất cố gắng để có thể cùng nhau. Người ta nói 3 năm đầu hôn nhân là khó khăn nhất. Thì bọn em có thể cùng nhau đi qua được. Thì hy vọng là nhiều năm về sau nữa thì bọn em cũng có thể ở bên nhau giống như vậy ạ. Rồi đó là hai cái lý do tụi em tham gia. Nhưng bây giờ chị đang muốn nói là trong cuộc sống hôn nhân của tụi em á, em có muốn chồng em thay đổi gì không hay là giữ y nguyên con người vậy? Nên chăm chỉ nói những lời dịu dàng với vợ hơn. Vậy thôi gì? Được. Còn em có bây giờ thay đổi được hay không? Bắt đầu từ bây giờ. Chắc chắn là được ạ. Chắc chắn được. Rồi. Mọi người làm chứng nha. Chắc chắn là được. Rồi. Còn em muốn vợ em thay đổi gì? Em muốn vợ mình thay đổi gì không? Phải chăm chỉ hơn một chút. Một cái chăm chỉ thôi đúng không? Không phải đâu chị. Nhà em có phân công việc, việc nhẹ, sạch sẽ, đơn giản em làm. Rồi. Việc nặng phức tạp. Bây giờ là biết hết. Bây rồi. Giờ không có cái gì mà phải biện hộ nữa. Chồng yêu cầu vợ chăm chỉ hơn là cứ biết là mình phải chăm chỉ hơn. Được. Còn không? Chồng á là làm ơn làm phước là nói những lời ngọt, nói những ngào, lời xíu. Ngọt ngào hơn đó. Chị nghĩ là hai người sẽ làm được. Hai quá người đơn giản mà đúng không? Anh thấy là đơn giản mà đúng không? Đâu bây giờ em chúc họ hạnh phúc đi. Ở gần như là nhân ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Thôi thì anh chúc hai em không phải là 3 năm, 100 năm hạnh phúc. Cái gì dữ vậy ông nội? Nha. Và mau chóng có một tin vui nữa để cho con của mình có em để mà nó bồng bế và chơi đùa với nhau. Nha. Chúc gia đình lúc nào cũng sung túc, vui vẻ. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Nhìn cứng cỏi. Cứng cỏi. Nhìn bạn này rắn rỏi cứng cỏi quá. Mặt mồi á. So với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Ồ đúng rồi đó, dạ. Hơi lớn hơn với số tuổi tại vì 26 là non nớt lắm. Trẻ quá, trẻ là em nắng nớt sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy? Đó. Rồi, còn em? Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. Phương Thi 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa nào nhỏ xíu vậy trời? Dạ tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi. 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. À trọn năm đó ha. Dạ. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời ơi. Rồi. Như vậy là về chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. À. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn coi là
bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó, đúng không? Nhấp nhá nhấp nhỏ nó đâu có đi du lịch được, đúng không? Đâu đi bị kẹt cứng hết luôn, đúng không? Rồi bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau. Dạ, thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em ăn uống lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ, đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi như là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á, là nó không có biết cái gì luôn á. Là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để Phan một chút mình hỏi vô đó. 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 Nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong hay là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thực ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái, bạn thân. Thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình hết. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên là vì thương bạn mà đi. Dạ, vì thương bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Bây giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Trời xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó rất là nhìn rap. Hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Đúng không? Cái dòng tâm hồn em là EDM. EDM, trời dữ luôn á nha. Dữ lắm á. Rồi đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show rồi đi về lẹ thôi chứ mình không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ, lúc mà hết show em ra khỏi cửa, em đứng đó em chờ bạn. Cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì đó. Khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi á, ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu, cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia. Dạ. Đúng không, chứ không phải vì bạn này. Dạ. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng rồi. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng chưa, không? Dạ, chưa, lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ. Thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em. Thì đó tại sao em lại để ý? Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Dạ. Tại sao thấy... không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. Do make up đậm mà. Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Như lại, mình dây hay là trắng trẻ? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mỉm một xíu. Mũm mỉm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó mũm mỉm. Gu của em là mũm mỉm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Kiểu xấu lạ. Xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi đúng không hả? Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. 70kg là dữ lắm á nha. Rồi sau đó thì sao nè? Rồi khi chuyện nào xảy thì bắt đầu là nói chuyện. Sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ. Thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn tại em bị dị ứng với đồ cay á, em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không à. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi. Cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy? Chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cây rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ở đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. Liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè, em ăn đi hết cây rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao?
Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi ráp mà sao tánh kỳ. Đâu chơi ráp đâu, chỉnh âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không, mà ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đấy nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào, đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi, rồi tiếp. Dạ. Rồi. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những hình cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đầu mộ. Dạ. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em cũng còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu á. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái em kiểu, ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu, ờ đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi, em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn, bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa, cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến sáng là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng với khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em cũng hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng. Nghĩa là cả hai về là tìm liền. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà, nhưng mà có vô add fan của này không? Chưa. Thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á, thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm mới được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pau từng đoạn lại, cứ bấm play, bấm pau coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng giùm tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu, mày có bị khùng không, nhóm người ta mà áo khoác nhóm ai cũng mặc như ai hết á, rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính, rồi mày tìm ai, nó chửi vào mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, chấp nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ nơi kia kiểu. Là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4 tháng tiếng. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Có nghĩa là ông này tương tác trước, nhưng mà người add fan lại là cô này. Rồi, sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều à, đúng không? Nói chuyện xong rồi, cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng đồng Nai á. Cái chồng em bảo là
em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày, cái vậy thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Ừ. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em được chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn với nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á. Cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn hả? Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè, cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy 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 anh biết người đó là ai không? Cái xong rồi kêu cũng anh nè. Xong rồi em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao em... lạ vậy ta? Sao em bữa đó em cũng biết sao mà sao em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đeo mắt, anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Nó na ná nhau hết. Na ná nhau. Người nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao? Trời cũng lâu quá chị ơi, lâu. Lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không? Bởi vì em còn nhỏ tuổi quá. Thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thực ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả không nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây? Rồi còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết. Em vẫn còn đang giấu. Dạ. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á. Cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nó là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không có sinh nhật anh á. Sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Tại nít mà, nít mà yêu đương gì? Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về rồi mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là đây là lựa chọn con, cho nên là con kiểu cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận. Cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không hay là mặc áo tay dài mình che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng cái rồi sống chung á, thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh cho nên là mới
dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm, sau đó tụi em mới cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng, về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa, tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn chung buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Phải có bầu luôn. Xong rồi là bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là ba của ba em. Dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng. Cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Mà mẹ chạy về khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là không? Mẹ có Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á, thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Tại vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự, cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay chia tay đó là mạnh ai nấy ở gì? Cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan tới chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Hai một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi, nay em khách về trễ quá, thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Sao kiếm chuyện với ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á, thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi, mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó, cho nên kiểu cứ càm ràng nhiều quá, cho nên là em rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vợ em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vợ em không nghĩ là những thời gian trước đó là vợ em lại em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập, rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được. Nó ra nó vô rồi đó. Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá, em nói là thôi
xách bà bố về nhà chồng, dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền cái tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán, em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là đã vui vẻ quá, mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái càng điên nữa đúng không? Còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kèm tân cân tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa. Em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi, coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thế này, sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu này, nhìn mặt nó xinh dễ sợ này. Em xăm á mà nhìn như sống thần động thái dễ sợ ha. Bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh làm sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Dạ, cũng xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mối cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Xong rồi cái ảnh công khai lại, công khai lại được đâu được một tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần kia vui đi, phần vui vui á, vui nhộn nha. Đó bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Hai năm rồi thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chị biết nè, cầm ram cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lê mê đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình kiểu... phải chuẩn bị trước đó. Dạ đúng không? Dạ đó thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà, ngộ lắm. Nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng ánh sáng, có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được ạ. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất ghen động trời không? Mà vui đó. Tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn, và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi thôi, mình giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều, tại nãy anh nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi đi bời rồi gặp những cái người hồi quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn.
cái tự nhiên cô bé đó trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi nên kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói anh Chí hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha. Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em mà tự nhiên cô gái đó nói vậy. Trời em kiểu gì vậy trời. Tự nhiên sao mà tự nhiên gì kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ơi nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát. Nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa. Cho nên là tụi em cũng chẳng gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui á, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ thì em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Rồi em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết, không biết, không có gì hết. Cái gì vậy? Anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá em. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó không? Trời vậy em bị bệnh luôn á. Sao đâu kể cứ chứ. Lâu lâu khẽ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó. Thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay giờ ăn cơm gì. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó. Thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mà ngủ đúng ngon. Rồi. Đúng rồi. Thôi nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp cho tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn, đâu đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là ảnh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được rồi đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là. Vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Là ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đâu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ. Khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn, cái thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay gì? Rồi sao rồi? Các cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok mua được thì em được em mua. Còn... hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Khi mà người bây ta giờ mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu, chỉ có mấy cái mà đừng có sao ta, em không có diễn tả sao hết, nhưng mà đôi lúc chồng em cứ
lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình, cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu rồi nha. Dạ, giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn, anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy, cho anh tự trách tự đau buồn. Nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thì thôi kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cưng mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và nhận lỗi của bản thân mình, vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em, chứ gặp bà vợ của bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây ngồi nghe lỗi của ba. Lỗi của mẹ. Không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi nói chung là sao ta, hai đứa đều có một cái một cái cần phải sửa, là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực không? đúng cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi, kệ nó, coi như sống chung với lũ đi, thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook á, cái clip ngắn á, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ đó, tiêu cực đó. Bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó, hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ. Không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi, mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý. Nhưng mà đôi đó. Lúc á, cái chồng em đổi, chồng em kêu là thôi em coi phim tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng xíu đi. Cái em cũng coi xong, cái em thấy cũng vợ thấy chồng nữa. Vợ chồng người ta vui vẻ, người ta hạnh phúc, chồng lãng mạn, ở này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác, nhưng mà trời ơi, coi trò chơi con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em mới coi 2-3 lần cái phim đó luôn. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực là coi những cái phim vui, coi những cái tính nhỏ xíu à, suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Ổng bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là thấy vui liền. Ổng kìa. Nghe. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha.